Xin chào các em. Thầy xin tự giới thiệu. Thầy tên là Thái Hoàng Duy, là giáo viên trường Trung học cơ sở Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hôm nay rất vui khi được đồng hành cùng với các em qua bài Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. Trước khi vào bài ngày hôm nay thì trên tay thầy đang làm một tấm bìa hình tam giác. Và ở trên tấm bìa này thầy đã xác định một điểm đặc biệt và các em hãy xem thí nghiệm của thầy. Thầy đặt miếng bìa hình tam giác trên đầu bút sao cho đầu bút của thầy trùng với điểm đặc biệt mà thầy đã xác định. Và các em hãy xem có hiện tượng gì xảy ra. À chúng ta đã thấy là miếng bìa hình tam giác của thầy đã nằm thăng bằng ở trên đầu bút. Và nếu thầy để sang một điểm khác thì tấm bìa của thầy đã không còn thăng bằng nữa. Vậy điểm đặc biệt đó là gì? Mời các em cùng tìm hiểu qua bài ngày hôm nay. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. Và để tìm hiểu tính chất ba đường trung tuyến của tam giác thì trước hết ta cần biết được thế nào là đường trung tuyến của tam giác. Mời các em vào phần đầu tiên, một la mã đường trung tuyến của tam giác. Ở trên màn hình thầy có tam giác ABC và thầy sẽ lấy điểm M là trung điểm của cạnh BC. Khi đó nối đoạn thẳng AM thì thầy có đoạn thẳng AM nối đỉnh A của tam giác ABC với trung điểm M của cạnh BC gọi là đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A hoặc ứng với cạnh BC của tam giác ABC. Và các bạn lưu ý, đôi khi đường thẳng AM cũng được gọi là đường trung tuyến. Vậy ta đã có đường trung tuyến là đoạn thẳng nối từ một đỉnh đến trung điểm của cạnh đối diện trong một tam giác. Vậy đối với tam giác ABC liệu còn có những đường trung tuyến nào khác không? À ở đây nếu thầy lấy N là trung điểm của AB thì thầy sẽ có đường trung tuyến thứ hai là đường trung tuyến CN. Và tương tự như vậy, nếu thầy lấy điểm P là trung điểm của cạnh AC thì thầy có đường trung tuyến thứ ba là đường trung tuyến BP ứng với cạnh AC. Vậy ta thấy một tam giác có 3 đường trung tuyến và đó chính là chú ý thứ hai. Các bạn quan sát trên màn hình. Với tam giác ABC thầy có 3 đường trung tuyến AM, BP và CN và bằng trực quan chúng ta sẽ thấy ba đường trung tuyến này cùng đi qua một điểm thầy gọi đó là điểm G liệu đó có phải là tính chất ba đường trung tuyến của tam giác hay không mời các bạn sang phần thứ hai tính chất ba đường trung tuyến của tam giác và với tam giác ABC thầy đã có ở phần trước ta có 3 đường trung tuyến AM BP và CN cùng đi qua điểm G hay nói cách khác là đồng quy tại điểm G và điểm G được gọi là trọng tâm của tam giác ABC. Vì vậy, chúng ta có tính chất đầu tiên, ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó được gọi là trọng tâm của tam giác. Và ba đường trung tuyến của tam giác có thêm một tính chất thứ hai, đó là trọng tâm của tam giác cách mỗi đỉnh một khoảng bằng 2 phần 3 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy. Có nghĩa là trong tam giác ABC, thầy sẽ có đoạn thẳng GA bằng 2 phần 3 đường trung tuyến AM. Đoạn thẳng GB bằng 2 phần 3 đường trung tuyến BP và tương tự như vậy đoạn thẳng GC sẽ bằng 2 phần 3 đường trung tuyến CN. Vậy quay trở lại miếng bìa hình tam giác của thầy. Ở đây, trên miếng bìa, thầy đã vẽ ba đường trung tuyến. Và ba đường trung tuyến này các bạn có thể thấy là cùng đi qua một điểm. Và điểm này gọi là trọng tâm. Và trọng tâm chính là điểm đặc biệt làm cho miếng bìa hình tam giác của thầy thăng bằng được trên đầu bút. Và ở đây để xác định được trọng tâm của miếng bìa hình tam giác, thầy đã vẽ ba đường trung tuyến. Liệu có cách nào khác để ta có thể xác định được trọng tâm của một tam giác hay không? Mời các bạn sang phần thứ hai. Cách xác định trọng tâm của một tam giác. Cách đầu tiên, với tam giác ABC, thầy sẽ vẽ hai đường trung tuyến BP và CN của tam giác ABC. Và hai đường trung tuyến này sẽ cắt nhau tại điểm G. Và thầy khẳng định G chính là trọng tâm của tam giác abc vì sao lại như vậy à ta có thể nhớ lại ba đường trung tuyến trong một tam giác thì đồng quy vì vậy nếu g là giao của hai đường trung tuyến bp và cn thì ta có đường trung tuyến thứ ba am cũng đi qua điểm g vì vậy khẳng định được ngay g chính là trọng tâm của tam giác abc Vậy với cách 1, thầy đã hướng dẫn các bạn cách vẽ hai đường trung tuyến để có thể xác định được trọng tâm của một tam giác. Liệu nếu vẽ một đường trung tuyến ta có thể xác định được trọng tâm không? Mời các bạn sang cách thứ hai. Ở cách thứ hai, bước đầu tiên thầy sẽ vẽ đường trung tuyến AM. Và bước thứ hai, lấy điểm G trên AM sao cho AG bằng 2/3 AM. Ở đây thầy đã sử dụng đến tính chất thứ hai là trọng tâm của một tam giác. Cách mỗi đỉnh một khoảng bằng 2 phần 3 đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy. Vì vậy ở đây khi thầy có đường trung tuyến AM và GA bằng 2 phần 3 AM, thầy cũng suy ra được G là trọng tâm của tam giác ABC. Vậy qua bài ngày hôm nay, chúng ta cần nhớ những kiến thức gì? Thứ nhất, ta cần lưu ý Đường trung tuyến của một tam giác, nắm được khái niệm và chú ý mỗi một tam giác sẽ có 3 đường trung tuyến. Ý thứ hai ta cần nắm được tính chất của ba đường trung tuyến trong tam giác thì với ba đường trung tuyến trong tam giác ta có hai tính chất, tính chất thứ nhất là ba đường trung tuyến đồng quy tại trọng tâm. Và tính chất thứ hai, trọng tâm cách mỗi đỉnh một khoảng bằng 2/3 đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy. Và kiến thức thứ ba các bạn cần nhớ được cách xác định trọng tâm của một tam giác. Thì ở đây thầy đã giới thiệu cho các bạn hai cách. Chúng ta sẽ cùng đến một số bài tập để luyện tập về phần kiến thức mà chúng ta vừa học. Bài đầu tiên, cho hình 1 Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống trong các đẳng thức sau. Vậy ở hình 1 này ta thấy tam giác MNP có hai đường trung tuyến là MR và NS. Hai đường trung tuyến này cắt nhau tại điểm G. Khi đó ta khẳng định được G chính là trọng tâm của tam giác MNP. Và với đường trung tuyến MR và G là trọng tâm của tam giác MNP, ta có thể dễ dàng điền được ý đầu tiên MG bằng 2 phần 3 MR sử dụng đến tính chất thứ hai. Và với việc MG bằng 2 phần 3 MR, điều đó có nghĩa đường trung tuyến MR của thầy được chia làm 3 phần bằng nhau. Trong đó MG chiếm 2 phần và GR chiếm 1 phần. Vì vậy, Mối quan hệ giữa GR với MR là gì? À ta có thể thấy vì GR là một phần và MR là tương ứng là 3 phần nên ta có GR sẽ bằng 1 phần 3 MR. Và với ý cuối cùng ta cũng dễ dàng suy ra được GR bằng 1 phần 2 MG. Vậy chúng ta đã kết thúc câu A. Sang đến câu B. Với câu B thì ta sẽ xét ở trên đường trung tuyến NS. Với tam giác MNP có đường trung tuyến NS và trọng tâm G. Khi đó tương tự như vậy, thầy cũng có đường trung tuyến NS được chia làm 3 phần bằng nhau. Và với NG sẽ chiếm 2 phần và GS chiếm 1 phần. Vậy lúc đó NS sẽ bằng bao nhiêu NG? À ta thấy ở đây vì NS là 3 phần bằng nhau, NG là tương ứng 2 phần bằng nhau nên ta có được NS bằng 3 phần 2 NG. Tương tự như vậy, khi NS là 3 phần bằng nhau mà GS là 1 phần thì ta có được ô trống thứ hai NS bằng 3GS và ô trống cuối cùng hoàn toàn tương tự ta cũng điền được ng sẽ bằng 2gs. Vậy là chúng ta đã kết thúc bài số 1, mời các bạn chuyển sang bài tập số 2. Cho tam giác abc cân tại a, có hai đường trung tuyến bd và ce cắt nhau tại g. Câu a, chứng minh rằng bd bằng ce và tam giác bgc cân. Vậy với đề bài như thế này thầy có hình vẽ như sau. Giả thiết và kết luận của chúng ta có tam giác ABC cân tại A, BD và CE là các đường trung tuyến. BD cắt CE tại G. Và kết luận ở câu A chúng ta có hai ý. Ta cần chứng minh BD bằng CE và tam giác BGC cân. Vậy với ý thứ nhất của câu A Chứng minh BD bằng CE Ta sẽ xử lý như thế nào Ở đây để chứng minh Hai đoạn thẳng bằng nhau Ta thường cho vào hai tam giác bằng nhau Hoặc ta có thể chứng minh Hai đoạn thẳng đó là hai cạnh Của một tam giác cân Tuy nhiên Ở trên hình vẽ này BD và CE không thể nào sử dụng tam giác cân để chứng minh được. Vì vậy, ta sẽ cho hai đoạn thẳng BD và CE vào hai tam giác bằng nhau. Vậy hai tam giác bằng nhau đó là gì? À ta có thể cho hai đoạn thẳng này vào cặp tam giác ABD và tam giác ACE. Hai tam giác này đã có những yếu tố nào bằng nhau rồi? Điều đầu tiên ta có thể dễ dàng nhận thấy hai tam giác có góc A chung. Và thứ hai ta có được AB bằng AC do tam giác ABC cân tại A. Vậy ta đã có hai tam giác này có góc A chung và AB cạnh AB bằng cạnh AC. Vậy ta dự đoán hai tam giác này có thể chứng minh theo trường hợp cạnh góc cạnh hoặc trường hợp góc cạnh góc nếu chứng minh hai tam giác abd và tam giác ace theo trường hợp góc cạnh góc nghĩa là ta cần phải chứng minh góc abd bằng góc ace tuy nhiên việc chứng minh hai góc này khá rắc rối vì vậy ở đây thầy sẽ hướng đến việc chứng minh tam giác abd bằng tam giác ace theo trường hợp cạnh góc cạnh và với trường hợp cạnh góc cạnh thì ta sẽ cần phải chứng minh yếu tố còn lại của hai tam giác này đó là ad bằng ae làm thế nào để ta có thể chứng minh hai đoạn thẳng ad và ae bằng nhau a à ở đây ta thấy vì bd là trung tuyến của tam giác abc điều đó có nghĩa là d là trung điểm của ac tương tự như vậy vì CE là trung tuyến của tam giác ABC nên E là trung điểm của AB. Từ việc D là trung điểm của AC, E là trung điểm của AB, ta có thể dễ dàng suy ra AD bằng 1 phần 2 AC và AE bằng 1 phần 2 AB. Mà ta đã có AB bằng AC do tam giác ABC cân tại A. Vì vậy, ta có cách chứng minh AD bằng AE. Và từ đó thầy có cách trình bày của ý đầu tiên câu A như sau. Vì tam giác ABC cân tại A theo giả thiết, nên ta suy ra AB bằng AC. Mà BD là trung tuyến của tam giác ABC, nên thầy suy ra D là trung điểm của AC. Và suy ra AD bằng 1 phần 2 AC. Tương tự như vậy, CE là trung tuyến của tam giác ABC. Nên thầy suy ra E là trung điểm của AB hay AE bằng 1 phần 2 AB. Mà AB bằng AC ta đã có ở phía trên. Nên từ đó ta sẽ suy ra được AD bằng AE. Vậy đủ 3 yếu tố để ta có thể chứng minh hai tam giác này bằng nhau rồi. Và ta sẽ xét tam giác ABD và tam giác ace có góc a chung ab bằng ac theo chứng minh trên ad bằng ae cũng theo chứng minh trên và từ đó ta suy ra tam giác abd bằng tam giác ace theo trường hợp cạnh góc cạnh và dễ dàng suy ra bd bằng ce hai cạnh tương ứng vậy ta thấy ở đây ở tam giác abc cân tại a thì ta có bd chính là đường trung tuyến ứng với cạnh bên AC. Tương tự như vậy, CE cũng là đường trung tuyến ứng với cạnh bên AB. Mà ta vừa chứng minh được đường trung tuyến BD bằng đường trung tuyến CE, từ đó ta có trong một tam giác cân, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên thì bằng nhau. Liệu điều ngược lại có đúng hay không? Nếu một tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau, ta có suy ra được tam giác đó là tam giác cân hay không thì đây sẽ là câu hỏi để về nhà các em suy nghĩ. Sau đây mời các em sang ý thứ hai của câu A, chứng minh tam giác BGC cân. Để chứng minh một tam giác cân ta đã được học hai cách. Cách thứ nhất, ta chứng minh tam giác có hai cạnh bằng nhau và cách thứ hai, ta chứng minh tam giác có hai góc bằng nhau. Thì ở đây bằng trực quan ta có thể nhận thấy tam giác BGC là tam giác cân tại G. Vì vậy ta có hai hướng để chứng minh tam giác BGC cân. Hướng thứ nhất ta chứng minh BG bằng GC. Hướng thứ hai ta chứng minh góc GBC bằng góc GCB. Và ở bài toán này cả hai cách chúng ta đều có thể xử lý được. Tuy nhiên, ở đây thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách chứng minh tam giác BGC cân thông qua việc chứng minh BG bằng GC. Vậy ở ý trước ta đã có BD bằng CE. Liệu điều đó có gợi cho các em cách để chứng minh BG bằng GC không? À ở bài toán này ta có BD là đường trung tuyến của tam giác ABC. CE là đường trung tuyến của tam giác ABC và hai đường trung tuyến này cắt nhau tại G. Từ đó ta khẳng định được G chính là trọng tâm của tam giác ABC. Khi G là trọng tâm của tam giác ABC, sử dụng đến tính chất thứ hai, ta có thể suy ra BG bằng 2/3 BD và CG bằng 2/3 CE. Mà BD đã bằng CE theo chứng minh trên. Từ đó ta có thể dễ dàng suy ra được BG bằng CG. Và qua phần phân tích của thầy, thầy có sơ đồ phân tích như sau. Để chứng minh BG bằng CG, ta cần có BD bằng CE. Điều này đã chứng minh ở trên. Và BG bằng 2 phần 3 BD, CG bằng 2 phần 3 CE. Điều này ta có thể suy ra từ việc G là trọng tâm của tam giác ABC. Và qua sơ đồ phân tích này, thầy có cách trình bày ý 2 của câu A như sau. Xét tam giác ABC có BD là trung tuyến theo giả thiết. CE là trung tuyến theo giả thiết. BD cắt CE tại G. Từ ba điều này, ta suy ra G là trọng tâm của tam giác ABC. Và sử dụng tính chất thứ hai, ta suy ra BG bằng 2 phần 3 BD và CG bằng 2 phần 3 CE. Mà BD bằng CE theo chứng minh trên. Từ hai điều này ta sẽ suy ra BG bằng GC và suy ra tam giác BGC cân tại G. Vậy là chúng ta đã giải quyết xong hai ý của câu A, sau đây mời các bạn tiếp tục sang câu B của bài số 2. Trên tia đối tia DG lấy điểm M sao cho D là trung điểm GM. Chứng minh CG là trung tuyến của tam giác BMC. Và với câu B này, thầy sẽ bổ sung ở giả thiết và kết luận như sau. M thuộc tia đối tia DG. MD bằng dg và kết luận cg là trung tuyến của tam giác bcm khi đó thầy có hình vẽ ta xác định được điểm m nối m với c để được tam giác bmc và ở đây cần chứng minh cg là trung tuyến của tam giác bmc vậy để có thể chứng minh CG là trung tuyến của tam giác BMC thì các bạn nhớ lại khái niệm đường trung tuyến của một tam giác là gì? Thì ta có đường trung tuyến của một tam giác là đoạn thẳng nối từ một đỉnh đến trung điểm của cạnh đối diện. Vì vậy, ở đây để chứng minh được CG là trung tuyến của tam giác BMC, thầy sẽ đi chứng minh G là trung điểm của BM hay nói cách khác là ta phải chứng minh GB bằng GM. Mà ở đây vì D đã là trung điểm của GM rồi. Nên thầy có được việc GM bằng 2GD. Vì vậy ở đây để chứng minh được BG bằng GM, ta cần chứng minh BG bằng 2GD mà ở trên ta đã có được G là trọng tâm của tam giác ABC. Và với đường trung tuyến BD, ta có BG tương ứng với 2 phần và GD tương ứng với 1 phần. Vì vậy ta có thể dễ dàng suy ra BG bằng 2 GD thông qua G là trọng tâm của tam giác ABC. Vậy là sơ đồ phân tích của thầy đã xong. Và ta có cách trình bày câu B như sau. Vì G là trọng tâm của tam giác ABC theo chứng minh trên nên suy ra BG bằng 2GD. Mà D là trung điểm của GM nên suy ra GM cũng bằng 2GD. Và từ hai điều đó ta suy ra BG bằng GM vì cùng bằng 2GD. Suy ra G là trung điểm của BM và suy ra CG là trung tuyến của tam giác BMC. À, sau đây mời các em tiếp tục ý thứ ba của bài số 2. Gọi F là giao của AG với BC. N là giao của MF với CE. Biết CE bằng 18cm, tính GN. Thì với câu C, thầy tiếp tục bổ sung ở phần giả thiết kết luận như sau. AG giao BC tại F. MF giao CG tại N. Và đề bài cho thêm CE là bằng 18 cm. Và yêu cầu của đề bài tính GN. Vậy với việc đề bài đã cho CE bằng 18 cm mà G là trọng tâm của tam giác ABC. Ta có thể suy ra được những đoạn thẳng nào? Sử dụng đến tính chất ba đường trung tuyến trong tam giác. Với việc CE bằng 18 cm, ta có thể suy ra được các đoạn thẳng GE và đoạn thẳng GC. Vậy đoạn thẳng GN đề bài yêu cầu có mối quan hệ gì với đoạn thẳng GE hay có mối quan hệ gì với đoạn thẳng GC không? À ta thấy ở đây vì G đã là trọng tâm của tam giác ABC theo chứng minh trên nên ta có đoạn thẳng AF đóng vai trò là đường trung tuyến trong tam giác ABC. Điều đó có nghĩa là F là trung điểm của BC. Và khi F là trung điểm của BC, trong tam giác BMC ta sẽ có MF là trung tuyến. Và ở câu B ta đã chứng minh được CG cũng là trung tuyến của tam giác BMC rồi. Thì Điểm N ở đây chính là giao của hai đường trung tuyến trong tam giác BMC. Từ đó ta có thể suy ra N là trọng tâm của tam giác BMC. Với N là trọng tâm của tam giác BMC, ta có thể suy ra được mối quan hệ giữa GN và GC là GN bằng 1 phần 3 GC. Từ đó, thầy có sơ đồ phân tích như sau. Để tính GN, ta cần tính GC và chứng minh GN bằng 1 phần 3 GC. Để tính GC, ta sử dụng GC bằng 2 phần 3 CE, ta đã có ở, ở câu trên. Và lắp CE bằng 18cm, ta có thể dễ dàng suy ra được GC. Để chứng minh GN bằng 1 phần 3 GC, ta cần chứng minh N là trọng tâm của tam giác BMC. Và để N là trọng tâm của tam giác BMC, ta cần chứng minh hai ý. Ý thứ nhất, MF là trung tuyến của tam giác BMC. Và thứ hai, CG là trung tuyến của tam giác BMC. Thì việc CG là trung tuyến ta đã giải quyết ở câu B. Vì vậy ở đây chúng ta còn một phần là giải quyết MF là trung tuyến của tam giác BMC. Muốn chứng minh MF là trung tuyến của tam giác BMC ta cần chứng minh F là trung điểm của BC. Và để chứng minh F là trung điểm của BC, ta phải đi từ việc G là trọng tâm của tam giác ABC để suy ra AF là trung tuyến của tam giác ABC. Và từ đó, thầy có cách trình bày câu C như sau. Vì G là trọng tâm của tam giác ABC, suy ra AF là đường trung tuyến tam giác ABC. Từ đó, tôi suy ra là trung điểm của bc và suy ra mf là đường trung tuyến trong tam giác bmc xét tam giác bmc có cg là trung tuyến theo chứng minh trên mf là trung tuyến theo chứng minh trên cg giao mf tại n từ ba điều đó ta suy ra n là trọng tâm tam giác BMC và dễ dàng suy ra GN bằng 1 phần 3 GC. Mà ta có GC bằng 2 phần 3 CE theo chứng minh trên. Từ đó thay CE bằng 18 cm, ta có GC bằng 2 phần 3 nhân 18 bằng 12 cm và suy ra GN bằng 1 phần 3 nhân 12 bằng 4 cm. Vậy ta đã kết thúc câu C của bài số 2. Và phần về nhà, mời các bạn làm cho thầy bài 3. Cho tam giác ABC. Trên tia đối tia BA lấy điểm D sao cho BD bằng BA. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE bằng 1 phần 3 BC. Gọi K là giao điểm của AE và CD. Chứng minh rằng A DK bằng KC B BC cộng AK lớn hơn 3 phần 2 AC Thì ở bài này thầy gợi ý cho các em Với câu A hãy sử dụng đến cách thứ hai Xác định trọng tâm của một tam giác Và với câu B các em hãy sử dụng đến bất đẳng thức tam giác Nhiệm vụ thứ hai Làm các bài 27, 28, 29, 30 Sách giáo khoa trang 67 Và chuẩn bị bài sau cộng trừ đa thức một biến bài học hôm nay đến đây là kết thúc thầy hy vọng các em đã có một tiết học bổ ích và lý thú xin chào và hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau